Hello, xin chào tất cả mọi người. Mình là Chris đây. Và trong bài học ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về sản phẩm số cũng như là sản phẩm vật lý ở trong Affiliate Marketing. Khi mà các bạn chạy cái chiến dịch Affiliate Marketing, cái chiến dịch đó nó sẽ được chia ra làm hai loại. Hoặc là các bạn sẽ quảng bá những sản phẩm số, hoặc là các bạn sẽ quảng bá những sản phẩm vật lý. Và đầu tiên chúng ta sẽ cùng tìm hiểu sản phẩm số trước. Ưu điểm của sản phẩm số đó chính là hoa hồng cao. Và mình sẽ giải thích cho các bạn biết lý do tại sao cái sản phẩm số lại có hoa hồng cao. Cái lý do mà sản phẩm số thường có hoa hồng cao là bởi vì người tạo ra sản phẩm đó, ví dụ như là một cuốn ebook về giảm cân đi ha, thì người tạo ra họ chỉ mất công một lần để họ viết cái ebook đó thôi. Và vì nó là sản phẩm số cho nên nó có thể nhân bản được nhiều ebook khác nhau và gửi đến cho khách hàng. Cho nên mức hoa hồng mà nhà sản xuất họ sẵn sàng trả chúng ta sẽ cao, bởi vì chi phí để họ tạo ra cái sản phẩm số đó là không cao. Đấy, các bạn chỉ cần hiểu đơn giản như vậy, lý do mà sản phẩm số lại có hoa hồng cao. Sản phẩm số nó bao gồm các sản phẩm mà chúng ta không có thể cầm nắm được. Ví dụ như là ebook nè, như mình vừa đề cập, hoặc là về các phần mềm, về các dịch vụ. Tất cả những cái đó đều là sản phẩm số hết. Ở Việt Nam thì các bạn có thể tham khảo những cái chiến dịch mà các bạn sẽ quảng bá được những sản phẩm số ở cái network như là của AssetTrade hoặc là Ladybay. Ở AssetTrade thì mình đã có làm demo cho các bạn xem rồi. Đó là những sản phẩm ví dụ như là đây, Microsoft nè, phần mềm nè, đó, hoặc là Hostinger nè, một dịch vụ về hosting nè, hoặc là eDoctor, một dịch vụ về khám chữa bệnh, rồi hoặc là ở cái ngách du lịch này, chúng ta sẽ có những cái dịch vụ về đặt phòng, tìm kiếm khách sạn, tour du lịch, thì tất cả những cái này có thể quy lại thành sản phẩm số, bởi vì nó không có cầm nắm được và chúng ta sẽ quảng bá những cái đó ha. Các bạn có thể chọn cái sản phẩm số ở trên cái network ở Việt Nam, hoặc là các bạn có thể tham gia cái chương trình Affiliate Marketing riêng của một công ty nào đó. Mình ví dụ như là của Ladybay. Đây là một nền tảng thiết kế landing page ở Việt Nam. Thì các bạn vào trang chủ các bạn sẽ thấy có phần Affiliate ở đây, các bạn nhấp vào. Thì Ladybay cũng có chương trình Affiliate Marketing để chúng ta có thể chạy. Và hoa hồng mà chúng ta nhận được đó là 50% cho đơn hàng thành công, kèm theo 30% hoa hồng trọn đời khi mà khách hàng tiếp tục gia hạn sử dụng sản phẩm. Rồi, đó là ở Việt Nam. Còn ở nước ngoài, nếu mà các bạn muốn làm các sản phẩm số thì các bạn có thể tham khảo những cái network, ví dụ như là Clickbank, một trong những network được xem là nổi tiếng nhất ở trên thế giới về sản phẩm số rồi, hoặc là CJ, Commission Junction, hoặc là ClickFunnel, hoặc là các dịch vụ về hosting. Đây là Clickbank ha. Khi mà tạo tài khoản Clickbank rồi, các bạn sẽ thấy là trong đây nó sẽ có rất là nhiều những cái sản phẩm khác nhau để cho các bạn có thể quảng bá. Mình ví dụ như mình chọn cái phần là Health Fitness ở đây. Đây, ví dụ như một cái sản phẩm về làm tan mỡ bụng đi. Các bạn sẽ thấy là hoa hồng mà vendor này họ sẵn sàng chi trả cho affiliate là 39,13 đô cho một sale. Đấy, ở đây hoa hồng tới 74 đô luôn. Các bạn sẽ thấy là những cái sản phẩm số thì cái mức hoa hồng của nó sẽ rất là cao. Thường là như vậy, đặc biệt là các sản phẩm ở thị trường nước ngoài. Rồi, hoặc là các bạn có thể đăng ký tài khoản bên CJ.com ha. Ở trên CJ thì cũng vậy thôi. Trên đây có rất là nhiều cam chiến dịch khác nhau để chúng ta quảng bá. Ví dụ như đây mình có thể filter ra là bảo hiểm đi. Rồi chọn search. Đấy, thì mọi người sẽ thấy là tùy theo cái ngách mà chúng ta chọn thì chúng ta có thể tìm ra được những cái chiến dịch phù hợp để làm. Trên CJ thì các bạn nào muốn làm cho GoDaddy ở thị trường quốc tế thì các bạn cũng có thể đăng ký ở trên đây. Đây, GoDaddy ha. Hoặc là Namecheap cũng có trên CJ luôn. Namecheap là về tên miền. Đây ha, đấy là CJ. Rồi hoặc là mọi người có thể quảng bá các dịch vụ hosting, ví dụ như là Bluehost. Mình thấy rất là nhiều những cái blogger nổi tiếng ở nước ngoài quảng bá Bluehost. Các bạn vào trang chủ bluehost.com, các bạn vào phần Affiliate thì các bạn cũng sẽ thấy cái chương trình của họ. À, sẵn đây mình sẽ nói luôn á, là để mà tìm kiếm một cái chương trình Affiliate của một bên nào bất kỳ á, thì các bạn có thể search cái keyword là tên thương hiệu đó cộng với chữ Affiliate ở phía sau. Các bạn enter ra thì chúng ta sẽ tìm thấy ha. Hoặc là các bạn vào trong trang chủ, các bạn tìm ở trên cái thanh menu ở đầu trang đấy,
nó cũng sẽ có cái phần affiliate, hoặc là ở phía cuối cùng cũng sẽ có. Tốt nhất là các bạn có thể bấm Ctrl F rồi các bạn tìm chữ affiliate đấy thì nó cũng sẽ ra. Với Bluehost thì họ sẵn sàng họ trả 65 đô cho một lần đăng ký thành công của khách hàng. Hosting thì có rất là nhiều. Đa số những cái dịch vụ hosting ở nước ngoài thì mình thấy hầu như họ đều có chương trình affiliate cả. Đấy, nếu như các bạn làm sản phẩm số thì đó là những cái chương trình mà mình khuyến nghị các bạn có thể tham khảo qua khi mà làm. Đấy, nếu như các bạn làm affiliate ở thị trường quốc tế thì các bạn có thể tham khảo qua những cái chương trình đó dành cho sản phẩm số ha. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ đến với sản phẩm vật lý. Thì ngược với sản phẩm số, sản phẩm vật lý nó sẽ có mức hoa hồng thấp hơn. Và lý do là bởi vì nhà sản xuất họ phải tốn chi phí cho cái giá thành sản phẩm đó. Cho nên họ chỉ trả cho chúng ta một cái mức hoa hồng vừa đủ để sau khi trừ đi cái mức giá thành và cái mức hoa hồng đó thì họ vẫn có lời. Đó là lý do tại sao mà các bạn thấy là sản phẩm vật lý nó thường sẽ có cái mức hoa hồng thấp hơn. Nếu như các bạn muốn làm affiliate tốt với sản phẩm vật lý á, thì chúng ta có thể lấy số lượng bù cho số tiền. Có nghĩa là thay vì một sale bên sản phẩm số các bạn được khoảng 3-40 đô như là hồi nãy mình demo ở bên Clickbank á, thì mọi người có thể quảng bá cái sản phẩm vật lý với cái số hoa hồng trên mỗi sản phẩm nó thấp nhưng mà các bạn bán được nhiều thì nó cũng sẽ bù qua sức lại. Hoặc là các bạn có thể bán cái sản phẩm có giá trị lớn. Bởi vì thường thường á, sản phẩm vật lý người ta sẽ trả hoa hồng cho các bạn dựa theo cái phần trăm giá trị đơn hàng. Cho nên nếu mà đơn hàng càng lớn thì hoa hồng các bạn sẽ nhận được càng cao. Rồi nếu mà các bạn làm affiliate ở Việt Nam thì các bạn có thể chọn những cái network là sản phẩm vật lý như là Afflex. Mình có demo rồi ha. Afflex là chuyên về cái sản phẩm BCPO nè. Hoặc là Accetrade cũng có cái sản phẩm vật lý, những cái cam về thương mại điện tử. Hoặc là Ecomobi. Rồi nếu như các bạn làm ở thị trường nước ngoài thì các bạn có thể tham khảo chương trình affiliate của Amazon. Mỗi chương trình rất là nổi tiếng. Đây, mọi người có thể search là Amazon Associate. Đây. Đó, Amazon họ gọi chương trình của họ là Amazon Associate ha. Các bạn search. Rồi các bạn sẽ thấy đây là trang chúng ta đăng ký. Mọi người có thể search ở trên mạng về cách đăng ký của chương trình Amazon Associate này. Có một điều mà các bạn cần lưu ý khi mà các bạn đăng ký vào cái network hoặc là cái chương trình affiliate này á, là thông thường họ sẽ yêu cầu các bạn phải chứng minh cái nguồn traffic của các bạn có. Có nghĩa là nếu như các bạn muốn quảng bá một cái sản phẩm nào đó trên Amazon tham gia chương trình này á, thì ở cái form đăng ký họ sẽ yêu cầu các bạn nhập vào địa chỉ website của các bạn vào để họ có thể check là website của bạn có traffic chưa, website của bạn có sạch hay không, và website của bạn, cái lượng traffic đó, nội dung website của bạn á, nó có phù hợp với lại việc quảng bá cái sản phẩm ở trên Amazon hay không. Thì cái bước đăng ký nó cũng khá là khó khăn ha. Nếu như các bạn là người mới bắt đầu á, mà chúng ta chưa có website, chưa có xây dựng nội dung cho website á, thì khả năng cao chúng ta sẽ không đăng ký được. Network nước ngoài thường nó sẽ rất là khó. Rồi ngoài Amazon ra các bạn có thể tham khảo network là Rakuten. Mọi người search là Rakuten Marketing nó cũng sẽ ra. Đây, Rakuten là tiền thân của nó, chính là Linkshare. Ở trên đây thì các bạn cũng sẽ tìm thấy được rất là nhiều những cái cam về sản phẩm vật lý cho các bạn có thể quảng bá. Hoặc là một cái network khác cũng rất là nổi tiếng, đó là Impact. Các bạn search là Impact Affiliate thì nó sẽ ra. Đây. Hoặc thêm một network nữa là Share a Sale. Đây, Share a Sale ha. Đó, các bạn có thể đăng ký những cái network này. Và nhớ là lưu ý một điều, để có thể đăng ký được, các bạn cần phải có website, có nội dung trên website rồi. Và website chúng ta cần phải có traffic. Họ sẽ hỏi các bạn là các bạn muốn quảng bá sản phẩm gì và cái cách thức các bạn quảng bá là như thế nào, thì sau đó họ mới duyệt tài khoản cho chúng ta được. À, khi nãy mình quên, ở bên sản phẩm số còn một cái network rất là nổi tiếng nữa, đó là Chivisu. Đây ha, chuyên về sản phẩm số luôn, phần mềm rồi theme rồi plugin tool các thứ. Mọi người muốn quảng bá những cái đó thì mọi người có thể lên Chivisu. Rồi, đó là những thông tin về các sản phẩm số cũng như là sản phẩm vật lý mà các bạn có thể quảng bá khi làm affiliate marketing. Mình sẽ kết thúc bài học hôm nay tại đây. Chào tạm biệt mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở những bài học sau. Mình là Chris.